Con này là bao nhiêu tiền? 275. Con kia bao tiền? 220. 220. Bây giờ hai con này anh mua cả hai con. Nhưng mà phải thử xe đã. Giờ hai con này bán 500 quá. Con này 275, con kia 220, làm sao bán được hai con 500 anh? Lỗ chết. Tức là con này 275. Vâng. Con kia 220. Vâng. 500 không bán. Không. Không bán, lỗ chết. Lỗ về em cũng không có tiền bù đâu. Thế bây giờ thế này. Con này 275 đúng không? Vâng, con này 275. Đúng 275. Đúng 275. Con kia 220. Đúng 220. Vâng. Thế 505 triệu bán đấy. 505 cũng không bán được đấy ạ. vui rồi. Thôi bây giờ nhá. Vâng. Con kia 220. Con kia 220. Con này 275, anh mua con này 275. Ờ. Con kia 220, anh giả đúng 275 em bán con này, xong anh giả con kia 220 em bán như đấy. Thì bây giờ như thế này anh làm anh gối đầu rồi. Anh sẽ làm em dối. Thì bây giờ như thế này. Con kia 220. Vâng. Thì anh trả chú 215. Rồi. Con này 275 đúng không? Anh trả chú 207. Thế nên cộng vào đã đủ 500 rồi. Thôi bán đi, bán gớm đi. Đấy mà. Hai con không, không. Đáng bao nhiêu ông bán đi. Ông nào? Ông chủ ở đây. Thế gọi ông này nói chuyện với ông chán không? Anh vừa đi đám cưới. Em đi đám cưới là chán gì? Cái tóm lại nó bao nhiêu thì ông bán? Hai con này con này là 275. Ừ đúng 275 trả. Con kia đúng 220 thì em bán. Ừ. Thì bây giờ trả hai con 500 thôi bán đi gâm đấy mà. Sao bán chứ? Không bán được. Anh cứ trả con này cho 275 thì 220 thì em bán. Rồi ok đồng ý. Thế bây giờ tao gọi ông chủ về đây để tao tính tiền. Thế để em gọi ông chủ. Thế bao giờ ông về? Đi đám cưới bao giờ về? Đi đám cưới bao giờ về? Tối thì mua bán cái gì?